Em Út thân chào cả nhà, chúc cả nhà mình có buổi sáng vui vẻ cả nhà ơi. Buổi sáng ngày hôm nay em Út có một cây linh sam hoa hồng đang chuẩn bị nở hoa nha anh chị em mình. Đã có một hai nụ hoa nở rồi nè, cả nhà thấy không cả nhà? Đó, cái bông hoa hồng rất là duyên luôn. Đây, anh chị em mình thấy nè, cái bộ tàn nè, nấc nào nấc nấy cũng đều là hoa hết nha anh chị em mình. Khi mà cây này nó nở rộ á, là nguyên cây là đầy hoa hết nha anh chị em mình. Đây, anh chị em mình thấy nụ nè rất là nhiều nha cả nhà. Đây, cái cây này hoành 8 cm, chiều dài đổ của nó là 35 cm nha anh chị em mình. Cây cực kỳ duyên luôn. Đó anh chị em mình thấy không? Nụ nè. Ồ, quá trời nụ luôn. Em Út sẽ Zalo giá cực kỳ yêu thương cho anh chị em mình cái linh sam hoa hồng này nha. Cây này thì em Út đã ghép gần 2 năm tuổi rồi. Nên đây, anh chị em mình thấy phía trong là không còn thấy cái mắt ghép nữa nha anh chị em mình. Đó, nó ăn sâu, ăn liền vô thân rồi nè cả nhà. Đó, liền vô thân, anh chị em không còn thấy cái mắt ghép nữa. Anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho em Út số điện thoại 0795499088 nha nhà. Một cái linh sam hoa hồng đang ra hoa rất là đẹp ở nhà ơi. Đó, rất là nhiều nụ này chuẩn bị nở nha anh chị em mình ha. Linh sam hoa hồng nha anh chị em mình, giá cực kỳ yêu thương luôn. Anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho em Út số điện thoại 0795499088 nha cả nhà ơi.